Tam cấp, ba bậc đá ấy, không chỉ là nơi đặt chân bước vào nhà, mà còn là sự tượng trưng của sự cân bằng. Người xưa tin rằng, số lẻ là biểu trưng của dương khí, mang đến sự may mắn và thịnh vượng. Chính vì thế, tam cấp thường được xây dựng với số bậc lẻ, như một lời chúc phúc gửi gắm vào mỗi ngôi nhà. Không chỉ vậy, việc lựa chọn số bậc lẻ còn phù hợp với thói quen sinh hoạt của người Việt. Bước chân phải lên trước, chân trái khép lại, mỗi bước đi, như một lời khẳng định về sự thuận lợi và an lành. Ba bậc đá, trời đất người. Địa nhân thiên phúc lộc thọ đầy, bước chân lên, vạn sự hanh thông. Đá tam cấp theo thuyết tam sinh mang ý nghĩa ba bậc thang tượng trưng cho thiên, địa, nhân. Trong đó bậc đầu tiên không tính mặt nền sân, tượng trưng cho địa, đất. Bậc thứ hai tượng trưng cho nhân, con người. Bậc thứ ba tượng trưng cho thiên, trời. Đá tam cấp còn được gán theo phúc, lộc, thọ. Số cấp của bậc được tính theo số lần nâng chân bước, tương đương với số cổ bậc. Bậc tam cấp là bậc từ ngoài trời đi vào nhà. Người xưa quan niệm đây là nơi mà nhìn lên thấy trời, nhìn xuống thấy đất. Đây là thiên và địa. Còn người bước đi là nhân. Vì vậy ba cổ bậc ẩn dụ là thiên, địa, nhân. Cũng có một người cho rằng, bậc tam cấp được tính số bậc bao gồm cả nền sân và tính theo thuyết sinh, lão, bệnh, tử. Số bậc tam cấp đảm bảo luôn về sinh thì sẽ đảm bảo vượng khí cho gia chủ. Theo kho đá sân vườn thì không cho thuyết này là đúng, bởi từ tam trong tam cấp có nghĩa là số 3, ba bậc. Còn theo sinh lão bệnh tử lại là số 4, tức là tứ. Thuyết sinh lão bệnh tử chỉ nên áp dụng tính số bậc cầu thang trong nhà, chứ không có ý nghĩa trong việc xây dựng đá tam cấp. Thông thường, số bậc tam cấp là số lẻ, 3, 5, 7, 9 bậc. Tương trưng cho dương vì số lẻ đại diện cho dương, số chẵn đại diện cho âm, theo thuyết âm dương. Thuyết này cũng được áp dụng trong việc xây dựng số bậc cầu thang trong nhà. Khi tính toán số bậc tam cấp, ngoài yếu tố phong thủy, chúng ta còn cần quan tâm đến các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn xây dựng để đảm bảo công trình đạt chất lượng tốt nhất. Chiều cao mỗi bậc. Theo tiêu chuẩn xây dựng, chiều cao mỗi bậc thường dao động từ 15 đến 20 cm. Chiều cao này giúp con người đi lại thoải mái, thuận tiện và không phải gắng sức, đảm bảo sức khỏe, an toàn và tránh các chấn thương, đau mỏi xương khớp. Với một số công trình công cộng như nhà trẻ, chiều cao bậc thường sẽ là 10-12 cm. Chiều sâu mỗi bậc. Chiều sâu bậc thường khoảng 25-30 cm, đảm bảo người đi thoải mái và an toàn. Chiều sâu này vừa với bước chân người và giúp cho mỗi bước lên bậc không bị quá xa hay quá gần. Độ dốc của bậc. Độ dốc của bậc không nên quá lớn, gây khó khăn khi di chuyển.